Hoàng Vy và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Thưa quý vị, hồi nãy Mai Tuấn có nhắc tới đây là mùa xuân, thì nhắc đến mùa xuân người ta sẽ nghĩ đến rất nhiều loại hoa, trong đó là có hoa anh đào. Vậy thì thủ đô của hoa anh đào của thế giới sẽ thuộc về nước nào? Anh Mai Tuấn có biết không? Thủ đô của anh đào của thế giới là phải là Nhật Bản thôi. Dạ đúng rồi, rất nhiều người giống như anh Mai Tuấn, khi nhắc đến hoa anh đào thì người ta thường nghĩ ngay phải đến Nhật Bản. Bởi vì chúng đã trở thành một cái biểu tượng văn hóa truyền thống của quốc gia này. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là danh hiệu thủ đô hoa anh đào của thế giới lại không thuộc về Nhật Bản. Đất nước đầu tiên khi ta nghĩ đến đó là Nhật Bản, vậy thì đứng thứ nhì sẽ là nước nào anh? Thế là thủ đô hoa thịnh đốn của chúng tôi, bởi vì Hoa Kỳ là siêu cường và là thủ đô hoa thịnh đốn mà có một cái nhất là hai dọc theo hai bờ sông, tôi đã có dịp đến đó nhiều lần, dọc theo hai bờ sông Potomac thì thiệu quý khán giả tuyệt vời vào tháng tư. Và tháng tư đúng vậy. Đúng rồi, và lễ hội hoa anh đào. Dạ đúng rồi, và những cái lễ hội hoa anh đào, những cái cây hoa anh đào đó là cũng do đất nước Nhật Bản tặng cho Washington để kỷ niệm cái mối quan hệ giữa hai nước. Và Washington cũng không phải là thủ đô của hoa anh đào thế giới. Thế còn nước nào là thủ đô ngoài Nhật Bản là cái quê hương trồng hoa anh đào? Dĩ nhiên là Nam Hàn cũng rất nhiều hoa anh đào, nhiều nơi trên thế giới có hoa anh đào lắm, nhưng mà không thể thoát mà không thể nhưng vượt qua là, Nhật Bản được. Dạ đúng rồi. Và nhưng đẹp mà... thì cũng không thể thoát qua Washington. Giờ rồi đến mời Hoàng Vy. Bởi vì người ta chỉ nhắc tới hai cái địa điểm đó thôi. Vậy thì cái vinh dự đặc biệt này đã thuộc về thành phố Macon, tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ. Nơi đây có hơn 350.000 cây hoa anh đào, cao gấp 90 lần lượng cây ở thủ đô Washington. Thành phố này... Hoàng Vy nói lại thành phố nào? Thành phố Macon ở Georgia. Dạ. Thành phố này chính là nơi nắm giữ danh hiệu thủ đô hoa anh đào của thế giới. Và nếu Mai Tuấn không lầm thì thành phố này gần với quê hương của Tổng thống Jimmy Carter. Và vào mỗi mùa xuân thì thành phố Macon đều tổ chức festival hoa anh đào quốc tế. Và năm nay lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, cùng với cái lễ hội ở Washington. Còn có 1-2 ngày nữa thôi, thưa quý khán giả, nếu quý vị nào có thể được thì tới thành phố Macon của tiểu bang Georgia. Nhưng mà có lẽ đẹp nhất phải nói đến Washington. Washington đó thì đúng là mỗi khi nghĩ đến hai cái địa điểm mà về hoa anh đào thì luôn luôn Hoàng Vy chắc chắn là quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình cũng sẽ nghĩ giống như anh Mai Tuấn và Hoàng Vy là lúc nào cũng sẽ là Nhật Bản và Washington. Đúng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đã có một địa điểm mới, đó là Macon, chứ không phải là hai cái thành phố đó. Macon không biết có đủ sức để mà tiếp đón khách đến, nhưng mà chả biết đâu được, có khi nếu mà cứ, bởi vì thông tin là một trong những cái nguồn để có thể truyền tải để cho người ta biết được hoa nó như thế nào trong bất cứ một cái lĩnh vực nào. Thì nếu mà Macon, thành phố Macon của tiểu bang Georgia, đấy là một thành phố rất nhỏ, mà như Hoàng Vy nói là số hoa anh đào đây là 350.000 cây, gấp 90 lần dạ so với cái số hoa anh đào ở Washington. Nhưng mà thực sự ra thì thưa quý khán giả, chúng tôi nói điều này có lẽ những quý vị nào ở cộng đồng chúng ta ở Virginia đông lắm, tức là bên kia bờ sông Potomac River, thì là sang bên Arlington, đó là khu mà Việt Nam ta rất đông, cũng như người Việt Nam ở tiểu bang Maryland. Còn Washington DC thì nằm ở giữa, cũng như Richmond, Virginia là cũng khá đông người Việt Nam. Thì có lẽ những quý vị ở đây không thể nào mà không biết hoa anh đào ở bờ sông Potomac, rồi Washington Monument, cũng như thể là Abraham Lincoln đài tưởng niệm và Jefferson. Tôi đã đến đây không phải một lần, bởi vì trước đây tôi cũng ở miền Đông. Tôi không ở thủ đô Washington, nhưng mà ở miền Đông, cách đó khoảng 3-4 giờ lái xe, thì khi bạn bè ở bên Cali hay các tiểu bang khác mà về bên đó thì đều muốn ông ấy đưa tôi đi Washington, thì sẵn sàng đi Washington. Cho nên là cái bờ sông Potomac cũng là một trong những cái, nói một chút văn hóa nhà nghèo quý vị nhé, cũng có dấu chân chim của Mai Tuấn đi trên đó nhiều lần rồi đấy. Giàu nghèo không quan trọng, mà là quan trọng là chúng ta đã đi và đã có những cái khoảnh khắc rất là vui. Và chắc chắn là những cái lúc mà đưa bạn bè ngắm hoa anh đào vào mùa xuân như vậy là anh Mai Tuấn sẽ vừa lái xe mà vừa hát là mùa xuân sang có hoa anh đào, phải không? Mùa xuân sang có hoa anh đào. Úi giời, nghe có vẻ hay quá. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Chúng tôi tạm ngừng ở chỗ này nhé. Và chắc chắn là những quý vị nào, như tôi nói, ở vùng thủ đô hoa thịnh đốn và chung quanh thì
còn có nhiều kinh nghiệm và nhiều sắc thái riêng của mỗi mùa hoa anh đào về. Chúng tôi gửi tới quý vị một cái tin khác, cái này là không phải hoa anh đào nữa mà là máy bay F-16 từ quý khán giả. Đó là Hoa Kỳ của chúng ta vừa giao thêm 4 chiếc phản lực chiến đấu F-16 cho ai? Cho Indonesia, là một quốc gia ở Đông Nam Á. Bản tin nói rõ là Hoa Kỳ đã chính thức giao 4 chiếc Falcon F-16 đã được tân trang của hãng Lockheed Martin. Chúng ta biết là hãng Lockheed Martin là một trong những công ty, có thể nói là công ty chuyên sản xuất những vũ khí và các phương tiện quốc phòng cho quân đội Hoa Kỳ, và đặc biệt là về là các loại máy bay. Đây là một việc làm trong khuôn khổ thỏa thuận trị giá khoảng 700 triệu Mỹ Kim đã được ký trước đây vào năm 2012. Tức là Hoa Kỳ bán cho Đông Nam Á, trong đó là Indonesia, 24 chiếc máy bay chiến đấu loại F-16CD của Không quân Hoa Kỳ. Đây là một loại phản lực, nhất là như chúng tôi vừa thưa phần đầu, là một loại phản lực đã được tân trang và được công ty Lockheed Martin sản xuất, nâng cấp để có thể nói rằng thì là mang một cái giá trị tiên tiến nhất của những năm 2017, tức là mới lắm. Các loại máy bay F-16 này trước đây, thưa quý vị, đã được Không quân Hoa Kỳ và các đơn vị vệ binh quốc gia sử dụng, nhưng sau đó đã ngưng hoạt động và để tồn kho vài năm, tức là để trong nhà kho, và bây giờ được đưa ra tân trang lại thì cũng không có gì là và là thua cả. Nó cũng có thể nói là gần như là máy bay mới. Và Không quân Hoa Kỳ nói thêm là mỗi máy bay đều nhận được một loạt các bộ phận mới và được nâng cấp, bao gồm có cánh mới này, có bộ phận giữ cho thăng bằng và cũng như bộ phận đáp, cùng với các cái vấn đề cấu trúc và những khả năng bay mạnh hơn và nhanh hơn. Và thưa quý khán giả, khi nói đến Indonesia thì chúng ta cũng biết đây là một trong những quốc gia mà Hoa Kỳ tuy rằng không có những cái hiệp ước chiến lược mạnh và gọi là 100% giống như Nhật Bản và với Đại Hàn, nhưng Indonesia cũng là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á có thể nói rằng thì là rất được Hoa Kỳ quan tâm đến, là bởi vì đây là một, với hơn 1.100.000 dân số, và Indonesia cũng là một trong những quốc gia hàng đầu ở trong khối ASEAN, tức là khối Đông Nam Á đó. Và dĩ nhiên là trong cái tình trạng trong thời cựu tổng thống Barack Obama thì đã để ý lưu tâm nhiều hơn, bởi vì cái sự bành trướng của Trung Quốc đã tăng vọt, nhưng mà đến bây giờ thì chúng chưa biết như thế nào, bởi vì tổng thống Donald Trump của chúng ta vẫn còn đang có lẽ ngài đặt cái chuyện kinh tế lên hàng đầu, đó là ưu tiên hàng đầu của tổng thống Donald Trump, giúp cho dân giàu nước mạnh. Biết đâu đó là đều được cao trào, ông bà mình nói dân có giàu nước có mạnh thì bây giờ mình làm gì mới làm. Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, chuyển sang một phần tin tức khác liên quan đến châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, với cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Thì cái bà ứng cử viên tổ chức tổng thống năm nay là bà Le Pen vừa thừa nhận là thiếu tiền cho cái chiến dịch tranh cử chức tổng thống của mình. Bà than phiền là các ngân hàng Pháp đã từ chối cho mình vay tiền, và bà cũng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ Nga hay bất kỳ định chế tài chính nào của nước này. Nhưng bà Le Pen có thú nhận là bà đang tìm cách vay tiền của một ngân hàng nước ngoài. Bà nói là tôi phải làm vậy vì tôi bị ngăn không vay được tiền của các ngân hàng Pháp, và giờ thì lại đang bị chỉ trích vì vay của ngân hàng nước ngoài. Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Và chúng ta biết là những cái cuộc tranh cử tổng thống thì những cuộc chạy đua vào chiếc ghế này thì tốn kém rất là nhiều. Và các ngân hàng Pháp thì cho tất cả các ứng viên tổng thống khác vay tiền ngoại trừ tôi, bà Le Pen nói. Bà Le Pen cũng trong tuần qua cũng thông báo là đã nhận được hai khoản vay trị giá 6 triệu euro cho chiến dịch tranh cử. Và số tiền này là của tổ chức Cotelec do ông Jean-Marie Le Pen, cha của bà và cũng đồng thời là người sáng lập cái quỹ FN này làm chủ. Vâng, thưa quý khán giả, tuần trước thì chúng tôi có đưa tin là bà Marie Le Pen đã sang Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin. Và không có nhiều lắm, nhưng mà cũng có nhà phân tích thời sự thế giới thì nói rằng
có lẽ cái ngầm của bà sang đấy để ve vuốt ông Vladimir Putin và may ra có thể manh mối để mượn được tiền khoản nào đó chăng. Nhưng mà họ nói thêm là nếu mà bà này mượn tiền của Nga hay do một ngân hàng của Nga cho ra thì rất có thể bà sẽ bị chìm xuồng ngay lập tức. Là vậy. Và ông Putin thì cũng đã nói ngay là dạ, đã phân tôi... ngay là tôi có liên quan gì tới cuộc bầu cử và chúng tôi sẽ không Hoa Kỳ, và tôi cũng không có liên quan gì đến cuộc bầu cử tổng thống này hết. Nhưng mà rõ ràng là vấn đề Nga cũng đang rất nhạy cảm trong cái cuộc chạy đua và rất nhạy cảm tổng thống này. Bởi vì chúng ta thấy cũng mới đây thôi, ngày hôm qua weekend và thứ hai thứ ba chủ nhật thứ hai vừa rồi là đảng Thiên Chúa Giáo do bà Angela Merkel lãnh đạo đã thắng ở một bang của nước Đức, và đó cũng là một cái chiều hướng đi lên, và rất có thể bà Angela Merkel của Đức sẽ được tái cử nhiệm kỳ 4 năm lần thứ tư chứ. Cho nên là đó cũng là một cái chiều hướng mà Đức đã từng đi răn đe là Nga nhé, đừng có mà lộn xộn với chúng tôi như đã lộn xộn, mặc dầu là chưa có rõ rệt nhưng mà đã từng lộn xộn, bị mang tiếng là lộn xộn với cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Đang cái đó bây giờ thì bà Marine Le Pen lấy hẳn một chuyến thăm sang Vladimir Putin, ông Putin phải chặn trước. Nhưng mà Putin khôn lắm, bởi vì ông này ông có biết là chắc Le Pen không làm nên trò trống gì, cho nên thì là nói dứt khoát là như vậy. Và tôi cho nàng mượn tiền thì chúng tôi phải nhìn thấy là nhìn thấy người có đúng tóc rồi. Thì mới nắm thấy người đúng, không chứ không ai nắm kẻ trọc đầu. Không quý ai vị, nắm kẻ trọc đầu. Quý vị vừa xem phần 2 của chương trình Chào Buổi Sáng, và rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.